Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Con là cô dâu Ngô Diệu Linh và chồng con là chú rể Nguyễn Tiến Anh. Có cơ duyên được đến với chùa Ba Vàng, được nhà chùa tổ chức cho lễ hàng thuận. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bố mẹ hai bên và công ơn của bố mẹ dành cho con không thể nào quên được. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Các con vừa trao nhau cái nhẫn đấy. Cái nhẫn đấy là tu đức, nhẫn nhục, nhẫn nhịn đấy con ạ. Cả chồng cả vợ đều nhẫn. Thế chân các cụ ngày xưa dạy sao? Chồng giận thì vợ bớt nhời mà. Cơm sôi nhỏ lửa đời nào cơm khê. Hai con phải nhớ thế thì gia đình mới êm ấm được. Trong nhà hai đứa đều có nhẫn, tức là phải nhớ tu cái chữ nhẫn đấy. Nhẫn nhau, nhịn nhau đi. Cho nên người ta gọi chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng là thế đấy. Nó không phải là cái vàng này đâu, mà là cái vàng của hạnh phúc. Nhẫn được thì sẽ có hạnh phúc vàng nha. Con xin gửi lời cảm ơn đến Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng với các chư tăng của nhà chùa ngày hôm nay đã dày công sức tổ chức cho chúng con một lễ hàng thuận trang trọng và ý nghĩa, đã giảng pháp về cho chúng con về lễ nghĩa vợ chồng cũng như là đạo hiếu đối với cha mẹ. Một lần nữa con xin được cảm ơn Thầy cũng như là các chư tăng trong chùa.